Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7, lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 6D Every English 109, cái phần pronunciation, phần phát âm nha, nghe lặp lại. Ok. Đang nghe máy. Pronunciation, page 109. Town. Town. Light. 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 Play. 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 Hair. 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 Deer. Deer. Deer.